Chương trình này được bảo trợ bởi. Mọi vấn đề về pháp lý xin liên lạc web lawfirm 626-288-8811, nhà quản thiên môn 714-892-6494, 714-892-6494, Bia Phi Hồng, góc Harbour and Westminster, 714-265-2009, trong khu McDonald và cà phê 168. Quán mới, nơi giải trí lý tưởng, tiếp viên duyên dáng, cà phê thơm ngon, thức ăn phong phú, trong khu phở 54, góc Cooper's McGarden. Fish in Bottle, Sushi and Grill, 714-831-3400, 821-3400. Number One Auto Compressor, chuyên máy lạnh xa hơi, 714-839-4997, góc Harbour and McFadden. Kính thưa quý vị, trái bóng là như vậy, khi thì nó lăn về bên trái, khi thì nó lăn về bên phải, mà chỗ nào cũng nhói tim hết. Thế hôm nay trở lại cái đội Pháp hôm nay chơi như thế nào thưa anh Dũng Thế là? Sao anh, bữa nay mình có một bóng hồng mà bóng hồng nói đội Đức rồi đầu tiên rồi, đã được đượm đầy cái là ngồi cái là còn nhìn thấy dáng buồn ở đây thì để cho người ta nói không, chúng tôi muốn nghe anh nói đội Pháp em tiến liệm như vậy mà anh cứ bắt em bữa nay nguyên hàng đây là em tươi nhất đó mà anh cứ bắt em nói rồi. Đơn giản thôi, người ta nói mới nãy là Hương Ly nói may mắn, anh thì anh Dũng thì có cái nhìn khác hơn. May mắn là cả đôi bên đều sút và cứ đụng cột vào gặp nhân dân rồi này kia hay là may, nhưng mà trận đấu này nó không phải là may mắn. Một điều chúng ta ghi nhận, dù cho chúng ta là cổ động viên, Dũng ngồi Dũng làm bình luận viên ngày hôm nay tại Gypsy trên, có rất nhiều người là cổ động viên đội Pháp, họ vẫn thở phào, họ nói là Đức đã hay hơn, đó là cái điều họ ghi nhận được. Và cái trái banh mà đá penalty cũng vậy, họ nói nếu không có trái banh penalty đó anh Trọng thì thành ra nó sẽ đổi cực diện hết của cái trận đấu. Cho nên ngày hôm nay cái trái banh penalty ở phút thứ 46 khi mà đá thêm cho trọng tài cho thêm một phút nữa, nó thay đổi cực diện của trận đấu. Đó là mình không ai phủ nhận được điều đó. Và khi mà trong phần 2 thì Hương Ly cũng đã nói bốn cái thẻ vàng nó làm trùng chân của những đội Đức nhiều, và ăn một cái thẻ nữa thôi là xong luôn. Cho nên thành ra thứ nhất là nó gom lại những điều như thế, nói là đội Đức đã trên cơ và họ là dân chuyên nghiệp, họ biết trong đầu của họ, họ vẫn chủ quan, họ nghĩ họ có thể sang bằng tỷ số, cho nên họ đá vừa chân thôi, đừng để tình huống xảy ra ăn một cái thẻ đỏ nữa. Cho nên thành ra không ngờ là khi mà đội Pháp họ thêm trái nữa, họ đổ bê tông thì đã quá muộn. Bây giờ thì chúng ta trở lại với đội Pháp ngày xưa, đội Pháp với một Michel Platini, Tigana, ngày hôm nay đội tuyển Pháp với một anh chàng số 7 tên mình Griezmann có thể là một trong những người sẽ thay thế Tigana, thay thế Platini cho đội tuyển Pháp hay không? Griezmann không thể nào mà thay thế cho Platini, không thể nào thay thế cho Tigana hay là Zidane. Người mà có thể dẫn dắt lối chơi của đội tuyển Pháp là Machet là anh có thể dẫn dắt, nhưng mà Griezmann anh là một tiền đạo không thể thiếu cho đội tuyển Pháp trong thời hiện tại. Các vị trí anh. Thế thì vai trò Griezmann là cái linh hồn của trận đấu ngày hôm nay. Tất cả mọi người đều nhìn nhận như vậy. Đúng. Quý vị có thể nói thế này, thế nọ, thế kia, nhưng mà chúng tôi là những người xem trận đấu sáng nay thì có thể nói Griezmann là một người đi vào trong tim của tôi khi tôi yêu mến đội Pháp. Anh đã ghi hai bàn thắng rõ ràng, không có chạy đâu được. Thế thì Griezmann đã làm gì trai trò này thưa anh? Thì chúc mừng anh đi, anh Trọng hôm qua lên bình luận anh đã đón đội tuyển Pháp thắng 2-0. Vâng. Thì Thảo cũng xin chúc mừng anh, chúc mừng khán giả ngày hôm nay đã theo dõi trận đấu và đã chọn đội Pháp thắng đội tuyển Đức. Mấy anh và bây giờ chúc mừng những đội quên, Đức. Chúc mừng Mai Thế Thới là chọn hai đội vào chung kết luôn. Thực sự mà nói thì bây giờ... hôm qua Thảo có bình luận là đội tuyển Đức đá về kinh nghiệm, về đấu pháp và hai chiến thuật, hai đấu pháp ngày hôm nay họ ra sân đều giống nhau là 4-5-1 cả hai bên. Nhưng mà Thảo có bình luận qua rất là chi tiết là đội tuyển Đức họ đá kinh nghiệm, nhưng mà ngược lại bây giờ đội tuyển Pháp họ có đầy đủ lực lượng. Vâng, bây giờ anh cho tôi đi vào đầy đủ lực lượng, tôi muốn Hương Ly nhìn hai thủ môn của hai đội tuyển hôm nay, Hương muốn nói đến điều gì? Thực ra thì thủ môn của đội tuyển Đức hiện đang là thủ môn số 1 thế giới, Manuel Neuer, và anh thì chơi rất hay. Ở trận này anh không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân bởi vì hầu hết là đội tuyển Đức ép sân. Thế nhưng mà đội tuyển Pháp họ biết chắt lọc cơ hội, có ít cơ hội hơn mà họ lại ghi được hai bàn thắng. Cái bàn thắng đầu tiên thì mình phải trách đội trưởng của đội tuyển Đức. Em nghĩ là nên dẹp qua bàn thắng này, bởi vì mỗi lần nghĩ đến bàn thắng này thì em lại bị nóng máu này, sôi máu không này. Em bị depressed, em bị tăng sông hả? Em bị tự kỷ. Trước xin anh Trọng đi thuốc. Không, mà thực sự đội tuyển Pháp, thủ môn Pháp cũng hay, anh đẩy được. Thủ môn đội tuyển Pháp hôm nay trước một cái dàn cầu thủ của đội tuyển Đức
tấn công liên tục như vậy mà cũng không để thủng lưới bàn nào, mình cũng phải dành lời khen cho họ. Nhưng mà thực ra đội thủ môn đội tuyển Pháp để đạt được cái trình độ mà được gọi vào đội tuyển quốc gia thì anh là một thủ môn phải là như vậy, có tên tuổi. Mình không thể nào mà nói là thủ môn này hay hơn hay là kém hơn. Em chỉ nghĩ là như em nói lúc đầu là đội tuyển Pháp may mắn hơn chút và họ có duyên ghi bàn hơn. Vâng. Ở trận đấu này. Và mình cũng phải phê phán đội tuyển Đức khi mà giống như anh Dũng Taylor nói là họ biết là mình mạnh hơn, họ hoàn toàn làm chủ thế trận, cho nên là họ thiên về cầm bóng nhiều để mà chờ đợi các tuyển thủ của đội tuyển Pháp mệt để mà ghi bàn thắng. Nhưng mà cách này không có được tác dụng khi mà nhưng mà đến bây giờ thì tôi muốn trở lại một vấn đề và nhờ anh Dũng Taylor có thể góp ý kiến với chúng tôi. Khi quý vị nói rằng tất cả đồng ý là đội Đức mạnh hơn, chơi dày dặn hơn, đầy đủ sức lực hơn, nhưng với một cái bàn thắng ở hiệp 1 thì còn 45 phút hiệp 2, nó đâu có khó khăn gì đâu thưa anh Dũng Taylor. Không, nãy giờ anh em chúng tôi cũng đã trả lời, nó có nhiều yếu tố như Hương Ly cũng mới nói, bổ sung thêm cái điều Dũng nói. Thứ nhất là họ bị ức chế nữa anh, cái lối đá của họ ở trong cái hiệp 1 mà vào tới phút thứ 46 khi bị ăn chai banh đó thì họ cũng cảm thấy phần nào ngày hôm nay họ biết họ phải thận trọng hơn và cảnh giác hơn với cái lối bắt của trọng tài, cho nên phần nào anh họ đá kín kẽ, họ kỹ hơn ở trong cái hiệp 2, cho nên khi nào anh ra anh thấy là họ đá và họ ý là chúng tôi đá trên thế mà chúng tôi, anh thấy tới nhiều lúc mà Nua, thủ môn Nua lên tới trên luôn để mà yểm trợ cái phần anh có nghĩa là Đức không có trong đầu của họ, họ sang bằng tỷ số là chuyện bình thường. Nhưng mà trái banh thứ nhì thì em nghĩ là cái banh mà ngoài dự đoán của họ. Trái banh thứ nhì có là... xuất phát từ trung vệ bên trên. Trung vệ quang quân quang toàn. Không, em nghĩ là cái bàn thắng đầu tiên. Cái bàn thắng đầu tiên thì không phải lỗi của đội tuyển Đức, là lỗi của Schweinsteiger. Nhưng đến cái hiệp 2 khi mà 45 phút mà họ không ghi được bàn thắng nào thì cái này cũng là một phần. Thứ nhất là Boateng bị chấn thương, phải đi ra ngoài. Anh là một trung vệ chủ lực của đội tuyển Đức. Khi mà thiếu anh thì anh có thể thấy là Pháp gần như là có nhiều cơ hội hơn, tấn công mạch lạc hơn một chút nữa. Và em cũng phải dành lời khen cho các trung vệ của đội tuyển Pháp. Những trung vệ gốc Phi của đội tuyển Pháp, họ có thể lực rất là dồi dào. Evra, anh kèm cặp được hai cầu thủ cánh của đội tuyển Đức là Draxler và Kimmich. Hai cầu thủ này chơi rất hay các trận đấu trước, nhưng mà trận đấu này gần như bế tắc, không tạt được một đường truyền nào mà gây được nguy hiểm cho khung thành của đội tuyển Pháp. Lý do là tại vì em nên nhớ Khedira luôn luôn là cái nồi của nó. Hôm nay là tại họ đá không phải vị trí của họ, cộng án như Muller ngày qua anh có nói như thế là muốn coi coi ông Kimmich được coi là đưa vào Philippe Lam mới nào. Anh đá rất hay, Draxler cũng đá rất hay. Nhưng mà hai cái cầu thủ gốc Phi trung vệ của đội tuyển Pháp thi đấu thể lực rất dồi dào và họ rất quyết tâm. Em phải dành lời khen cho họ, em nghĩ là Pháp cũng có một chút may mắn, nhưng họ cũng phải dành lời khen cho cái lối chơi của họ với cái dàn cầu thủ họ có, để mà nói hôm nay đội tuyển Đức là các cái người đàn ông đấu với các cái cậu bé của đội tuyển Pháp mà họ đã chịu thua. Hương Ly nói xong rồi thì ok, xin phép mấy anh cho Ma Thi Thế nói. Cái mà điểm quan trọng của ngày hôm nay mà đội tuyển Đức mà thi đấu không là chính mình không ghi bàn được là sự thiếu vắng của Gomez và Mai Thi Thế nói rất nhiều. Khi mà Gomez không thi đấu ngày hôm nay ảnh hưởng tới đội hình, không hiểu tại sao ông huấn luyện viên Joachim Löw ông lại để Toni Kroos lên đá vị trí hậu công. Vị trí ngay cầm chịch giữa sân Toni Kroos và Carrera là hai cầu thủ đá rất tốt, mà Carrera đã bị chấn thương thì là Schweinsteiger vào đá. Thì Mai Thế nghĩ rằng là ở vị trí hộ công có thể là Ozil hay là Draxler, nhưng mà Toni Kroos lên chỗ đó thì là Emerkan vào và đá với lại Schweinsteiger. Cái đó không phải là một cái đội hình mạnh của đội tuyển Đức, mà ở vị trí đội tuyển ở vị trí trung phong thì Müller không còn là chính mình, mà cứ họ thi đấu cầm banh rất nhiều, quý vị cứ thấy rằng họ đang bóng, họ triển khai tấn công biên lật vô vào, nhưng không có một trung phong thực sự thì chúng ta không thể nào nói được đội tuyển Đức đã cầm banh nhiều, triển khai tấn công không ghi bàn thì dẫn đến. Nhưng mà thưa anh Mai Thi Thế, đội tuyển Đức đến với 24 cầu thủ không nhẹ một nhưng một cầu thủ họ là đội tuyển không, gọi là tiêu biểu cho một quốc gia Đức. Anh Trọng chỉ có một trung phong, anh Trọng cái lối đá của đội tuyển Đức phụ thuộc rất nhiều vào Gomez.
phụ thuộc rất nhiều vào Gomez. Khi mà Gomez vào sân thì tất cả các cầu thủ khác đá thoải mái hơn. Họ tức là họ cái lối đá của họ đã quá quen thuộc với cầu thủ này là trung phong cắm. Cho nên bây giờ khi mà thiếu cầu thủ này thì gần như họ bị lạc lối, lạc hướng. Trong khi đó đội tuyển Pháp lại khác, đội tuyển Pháp nghe. Tại sao Remy lại em nghĩ cái lỗi duy nhất của đội tuyển Đức ở trận đấu này đó là họ đã thi đấu theo quá bài bản. Họ không có cái sự tự do của mỗi cầu thủ để mà có một cái sự đột phá. Nhưng mà tôi muốn nghe anh Dũng Taylor nói với anh chàng số 8 của Đức hôm nay chơi như thế nào. Đơn giản thôi. Ương Ly à, em lại cái này người Bắc nói từ này anh nói em hiểu liền, em gọi là nó gọi là nhầm cơ bản. Đơn giản em khi em nói là quá bài bản, Đức từ xưa tới giờ là bài bản, họ không có thể đá với tính cách cá nhân được, cho nên thành ra Đức có thiếu ai họ đem một người khác vào vẫn đá đúng theo cái bài bản đó, là cái lối đá họ gọi là cổ xe tăng, họ đá bài bản và cường là họ càng quét, cho nên thành ra anh nói hôm nay em nên nhớ rằng cái vị trí của Müller từ xưa tới giờ, Müller đã chuyển góc trái vào giữa, không có tỏa sáng. Hôm nay Müller vẫn tiếp tục vô duyên và ngày hôm nay quay trở anh lại. Anh không thể nói thế về một Müller mà ở World Cup 2014 gần như đã trở thành vua phá lưới của đội tuyển Đức. Chỉ ở giải này anh ta rất vô duyên và em nghĩ là cần phải thay anh ta ra ngay sau hiệp 1. Wow. Thế nhưng mà đã không thay anh ta ra, không cho Schuller, không cho gất giờ có bây một giờ giáo xe rất hay nhưng mà McElroy nhưng mà anh đã bị chấn thương rồi. Vâng, kính thưa quý vị, trong lúc đội Pháp giờ này đang mở champagne mừng chiến thắng bên thì cạnh tăng gia chúng tôi đang bối rối thì chúng tôi lại bối rối, bên nào cũng chảy nước mắt, bên nào cũng có thể nói đủ thứ chuyện, mỗi người bày tỏ một cách đau đớn đây à. Ước gì giờ này còn 2 tiếng nữa để mổ xẻ. Vâng, cảm ơn cho những đội đã tấn công đã bị loại. Vâng, cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua. Một lần nữa hết sức là cảm ơn Mai Thị Thế, Hương Ly và anh Dũng Taylor, Thảo Nguyễn. Họ là những người bình luận bóng đá có thể nói rất cặn kẽ và đầy đủ chi tiết. Ngày thứ bảy chúng tôi sẽ có một cái chương trình đặc biệt đến với quý vị. Và sáng Chủ nhật trước khi trận đấu chung kết mở màn thì quý vị đến với chúng tôi và quý vị sẽ xem những người bình luận bóng đá họ nói gì về đội tuyển Pháp, đội tuyển Bồ Đào Nha. Cho một phút và chúc mừng cái phần thưởng của anh Vũ đi anh. Vâng, anh 30 second thôi. Chúc mừng anh Vũ đã đoán trúng tỷ số đội tuyển Pháp thắng đội Đức 2-0 do văn phòng Insurance Agency trong khu Sài Gòn Reformat tài trợ với một cái Ripka Starbucks Coffee trị giá 25 Mỹ Kim. Chúc mừng anh Vũ. Chúng tôi xin cảm ơn tiệm barbecue Hải Vị đã giúp cho anh em chúng tôi với chia sẻ với tất cả mọi người ngày vui. Và có thể nói rằng chỉ có một mình anh Dũng Taylor là không có nếm được mùi barbecue của Hải Vị vì anh không ăn thịt. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua. Và vào lúc 7 giờ tối nay quý vị cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề. Và hôm nay thì quý vị tha hồ nghe tất cả những nhà bình luận bóng đá nói về trái bóng. Đây là trái bóng mà sắp tới sẽ đá vào ngày Chủ nhật. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc quý vị cuối tuần thật nhiều vui vẻ. Xin chào. Chúc quý vị một ngày vui.